Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phụ lục 3: Bát Cơm Du Lan và Đạo Sống. Kinh Du Lan Bồn của Phật giáo kể lại người mẹ tội lỗi của Ngài Mục Kiền Liên khi đọa địa ngục nhận được bát cơm thì sợ người khác giành giật nên lấy tay trái mà che, dùng tay phải mà bóc, nhưng cơm vừa vào miệng đã hóa thành than lửa. Nếu ai lưu tâm quan sát sẽ thấy cảnh ấy không chỉ có trong cõi địa ngục, ngạ quỷ mà ngay trên thế gian này có biết bao người chịu đớn đau thê thảm hơn nhiều. Món ăn thức uống của họ không chỉ hóa ra than lửa thiêu đốt ruột gan mà còn biến thành độc dược hủy hoại sự sống. Theo kinh, cơm hóa thành lửa do lòng người ăn tham lam, độc ác, và trên cõi đời này cũng vậy. Món ăn thức uống biến ra độc dược là do tâm người thọ dụng, vọng tưởng, vô minh. Người ta thường ăn vì đến giờ phải ăn, hay tưởng mình đói, hoặc do thèm mà ăn, mà uống, hoặc cố nuốt cho xong bữa, hoặc ăn uống một cách máy móc vì thấy ngon, thấy đẹp, hoặc do người khác nói sao làm vậy. Dường như rất ít ai chịu khó lắng lòng để thấu hiểu giá trị của miếng ăn, cũng như biết cách ăn uống thế nào cho đúng cách. Tục ngữ có câu, trời đánh tránh bữa ăn, đã nói lên được sự thiêng liêng của bữa ăn, cũng như các tôn giáo lớn đều dạy chúng ta, không những phải kính trọng miếng ăn, mà còn phải có lòng biết ơn, tạ ơn mỗi khi ăn nữa. Sách Phật có dạy, mạng nhờ ăn mà sống, đạo nhờ ăn mà còn. Sa Di Luật Giải, Kinh Áo Nghĩa Thư của Ấn Giáo cũng viết, mọi sinh vật sinh ra từ thức ăn, sống nhờ thức ăn, chết lại quay về thức ăn. Chính thức ăn là cội rễ của vạn vật. Và một trong bảy bí tích quan trọng của Thiên Chúa Giáo là lễ rước mình Chúa. Máu thịt Chúa được tượng trưng bằng miếng bánh mộc mạc và giọt rượu tinh nguyên. Bởi Chúa là sự sống, mà miếng ăn, ngụm uống là nguồn sống nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày. Thật đáng kính biết bao các bậc chánh giác mới có đủ sự sáng để soi tỏ đến chỗ nhiệm màu của sự sống và truyền trao cho con người. Nhưng tiếc thay, con người dần dần quên mất chỗ linh quý của các bữa ăn, biến thành việc làm máy móc hàng ngày và lợi dụng sự ăn, sự uống để thỏa mãn tấm lòng tham dục, nên phải mất đi cảnh cực lạc, thiên đàng, hoặc phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Muốn biết điều này, chẳng cần tìm hiểu nhiêu khê, phức tạp, mà chỉ cần khi ăn, chịu khó nhai kỹ và lắng lòng cảm nghiệm. Và chính khi lắng lòng để cảm nghiệm hương vị và tác dụng của thức ăn cũng là lúc làm lòng ta tự tịnh, tự định mà ta không hay. Các vọng tưởng điên đảo tự diệt mà ta không biết, ta sẽ dừng lại cái đà sống máy móc căng thẳng hay lăng xăng thảm thốt và mở toan lớp màn dày đặc che bịch tâm thức đã biến cuộc đời thành cảnh túy sinh mộng tưởng, khiến con người thành cái quay búng sẵn, xoay tích theo hoàn cảnh bên ngoài và dục vọng bên trong, theo thói quen tập nhiễm hay định kiến. Chính lúc ấy ta mới hay chỉ mỗi miếng ăn cũng đủ gom suốt thiên đàng hay địa ngục. Cũng cần biết các tôn giáo đã chia thức ăn làm hai loại, thanh khiết và ô uế, được dùng và cấm kỵ. Theo đó, thức ăn thanh khiết giúp người tín đồ lành mạnh, giữ đúng chánh đạo, tiến tới thành thánh, thành Phật. Trái lại, thức ăn ô uế sẽ làm suy yếu thân tâm và biến ra ma, ra quỷ. Bởi vậy, nhiều tín đồ tôn giáo ngày nay khi lâm bệnh, xét thấy mình vẫn giữ nghiêm giới luật, trì chí tu hành và ăn chay, ăn kiêng thì đổ cho nghiệp quả hay thiên ý, mà không biết cách sinh hoạt hàng ngày của họ đã có phần mất điều hòa. Thêm vào đó là những món ăn thức uống họ thường dùng không còn thanh khiết, thiên nhiên như ngày xưa, mà đã trở thành ô uế do tinh chế và giấy nhiễm vô số hóa chất nhân tạo độc hại. Như vậy, thức ăn trong thế giới ngày nay có thể sánh với bát cơm hóa lửa ngày xưa. Nhưng một khi đã quay tâm hồi hướng, thức ăn thanh khiết đựng trong bình bát có Phật chứng giám sẽ giúp con người giải thoát. Thức ăn Vu Lan Bồn khiến ta nhớ lại bữa cơm của Bồ Tát Duy Ma Cật thọ thỉnh ở non nước chúng hương từ cõi Phật hương tích, để dâng cúng cho các đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca.
mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly. Các vị Bồ Tát, Thanh Văn, từ ngày ăn cơm ấy, thân thể nhẹ nhàng, vui khỏe, khắp người thoảng ra mùi hương bát ngát, như mùi hương cây cỏ ở non nước chúng hương. Bữa ăn thơm thảo của Duy Ma Cật hay bát cơm Vu Lan dành cứu độ thân mẫu của một kiền liên tương đối gần gũi và có thể cảm nhận được hương vị phần nào, và cả pháp tâm trai, chai lòng của Trang Tử là giữ cho lòng hư không để tiếp vật xử thế, an thời xử thuận, cũng vẫn có thể cảm hiểu được đôi chút. Chứ đến năm món ăn của Bồ Đề Đạt Ma, có lẽ chúng ta ít ai nếm được thực vị, đó là pháp hỷ thực, ăn thức vui của pháp, tức là trì giới, với tất cả sự hiểu biết sâu xa, thích thú, thiền duyệt thực, ăn thức ngon của thiền, tức là trong người lọc sạch, thân và tâm vui vẻ, niệm thực, ăn thức ngon của niệm, tức là thường niệm chư Phật, tâm và miệng hợp nhau, nguyện thực, ăn thức ngon của nguyện, tức là trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn phát nguyện lành. Giải thoát thực, ăn thức ngon của giải thoát, tức là tâm thường thanh tịnh, chẳng nhướng vội tục. Tuy nhiên, hương vị ngon lành của thức ăn không chỉ người ăn phải cảm, mà cả người nấu ăn cũng cần gợi tạo. Trong tập Điển Tọa Giáo Huấn, sách dạy người nấu ăn ở thiền viện, đạo sư Dogen, đạo nguyên ở Nhật Bản có viết: đã là người tu thiền thì không được phép hững hờ với thức ăn mình dùng, mà còn phải chú tâm vào việc sửa soạn bữa ăn, nhất là giữ oai nghiêm thân ý trong thời gian này. Đây chính là một trong những phương pháp giáo hóa của thiền tông và là bài thực tập cực kỳ quan trọng. Vị hỏa đầu sư có phận sự nấu nướng thế nào cho thức ăn tạo thuận lợi cho việc tu hành? Nhà bếp là phòng chế thuốc bồi dưỡng sức khỏe và là nơi tạo ra các vị Phật. Như vậy, bữa cơm ngoài tính chất thiêng liêng còn có ý vị của một tác phẩm nghệ thuật, là một bức tranh đẹp, một bài thơ hay thể hiện trí tuệ của người sáng tác. Nhưng miếng ăn chỉ là phần thô của đạo sống, là bước khởi đầu, là phương tiện đưa dẫn chúng sinh đến cõi vô biên, vô tận, theo hướng rọi soi của giác ngộ. Và chỉ có giác ngộ sự sống, chúng ta mới biết được cái ý vị của nhân sinh, mới bắt đầu tự chế, tự chủ, tự giác, tự tri. Từ đó mới có thể bước vào cõi tự do, tự tại. Thế nên, tu dưỡng và tu chứng có cùng một gốc. Sự sống và sự sáng nằm trong một nguồn. Hiểu được đạo sống thì có ngại gì mà không ăn bánh của Vân Môn, uống trà của Triệu Châu. Chú thích: bánh Vân Môn, trà Triệu Châu. Vân Môn là thiền sư thời nhà Đường, Trung Quốc. Có vị tăng đến hỏi: thế nào là lời bàn siêu Phật, dược tổ? Ông trả lời: bánh mè. Triệu Châu cũng là thiền sư. Một hôm có hai vị tăng đến hỏi đạo. Sư chỉ một vị, hỏi: thượng tọa từng đến đây chưa? Vị tăng đáp: chưa từng đến. Sư bảo: uống trà đi. Rồi hỏi vị kia: từng đến đây chưa? Vị tăng đáp: đã từng đến. Sư lại bảo: uống trà đi. Diện chủ, người trụ trì chùa, hỏi: người chưa từng đến thì dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà? Sư gọi: viện chủ. Viện chủ đáp: dạ. Sư bảo: uống trà đi. Bánh Vân Môn, trà Triệu Châu là hai công án đề tài nghiên cứu về ý nghĩa cốt tủy của đạo thiền. Muốn biết thì không cần phải lý luận cao siêu, tìm hiểu phức tạp, mà nhìn thẳng vào những điều thường tình, đơn giản như ăn và uống. Thiền sư đều ngự giác hoàng. Vua Trần Nhân Tông có làm bài thơ nói rõ điều này. Theo thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thanh Từ: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch nghĩa: ở đời vui đạo sống tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo tìm đâu nữa, nhìn cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Hết chú thích. Bởi miếng ăn không những là diệu dược nuôi thân, mà còn là diệu pháp để phá trừ phiền não.
theo Dưỡng Sinh và Tôi của Vương Từ trong đặc san Sống Vui của nhà Osawa Việt Nam. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说呵。